Em kính chào quý bà con ha. Đến với kênh YouTube Nam Bình Định quý bà con. Thì hôm nay thì em quay cho bà con mình xem ha. Đây là mấy con heo lợn, heo con heo lứa của em này. Đó. Phía trước kia là mấy con nái quý bà con ha. Bây giờ em quay cho bà con mình xem cái chuồng con heo được giống ha, nó nằm chỗ nào quý bà con ha. Đây em quay cho bà con mình xem con được giống này. Đó, đi nó hơi cách xa cái chỗ con lợn nái và con heo quý bà con. Đi vòng vòng thì qua khu bên đây. Khu này cách hơi xa chút xíu ha. Đây, vậy cô lập nó một mình bên đây. Chúng thâu là nó nhảy bay thầm bà là hư đàn heo hết rồi con. Mấy con heo cái mà cỡ 3 4 tháng rồi á là nếu mà không nhốt nó lại á thì cỡ 3 4 tháng á thì nó đuổi đất. Đuổi đất thì cũng được giống là nó nhảy hết quý bà con. Nó nhảy là nó chưa hết là nó làm hư cái bầy heo mình đây. Nên heo có heo lứa là chưa hết thì không có heo bán nữa con. Đấy, quay cảnh này là cái phía bên này là ngăn là heo heo nái nha. Ngang bên đây là ngang heo nái này, trong công viên lớn này là con ngang đây ngang mấy con nái. Đó. Đi qua là một đoạn nữa là phía trong đây là con heo được giống nữa bà con, được giống nằm phía này. Năm ngoái năm kia thì mưa thường xuyên, thì đất đây là nó xanh tốt nha quý bà con, cỏ xanh tốt và không có một cọng cỏ cháy năm ngoái năm kia quý bà con. Mà năm nay bà con xem ấy, xung quanh đây là có cháy hết trơn trọi rồi, còn đã còn lá tre là nó rụng lá hết luôn nha quý bà con. Đó, nó chạy rồi. Đó, quay sơ sơ cho bà con mình xem cái không gian này ha, không gian nuôi con lợn rừng em này. Còn đây là phía con lợn giống này, con giống của thằng em này. Ô thấy vừa chạy mất dép rồi. Ô ọc nó lưỡi thương nha. Ô ọc không ra mình vô thử xem hả. Đây là nhân trước kia là đưa nuôi cháo này, cháo đưa rạ cho bò rạ đây rạ chặt đóng rồi con ha. Kìa nó kìa đó, em được giống á. Đây còn mấy heo con này em đang theo đây, theo ăn đi theo rồi theo. Nó đi ăn đấy bà con. Đó. Mấy con em ạ. Đây con được giống là hơn 1 năm tuổi nha quý bà con. Đó. Mới 1 năm tuổi đây. Ô ọc. Đó quay sát cho bà con mình xem nha. À, đó đó. À. Ô ọc. Đến cho bà con mình xem nha. Ô ọc. Đấy là con được giống được 1 năm tuổi nha quý bà con. Con này chắc cỡ 20 kg, 20-30 kg. Thì đây là mấy con lê heo lứa thì nó theo em nè. Ui đó, nó hơi nhát rồi con ơi. Đó em vừa giới thiệu đối với con được giống ha, bây giờ mời bà con mình xem nó làm việc như thế nào ha, hiệu quả không ha.